là lăn qua đây luôn. Vâng, đẹp quá. Nó làm cái bàn là đúng đẹp. Nhìn như cái nhìn như cái đầu con cú, chim cú vậy. Đi gan mắt chim cú luôn á. Phần hiếm luôn á. Vâng, vâng rất là lạ nha các bạn. Giờ anh Tùng sẽ buộc dây ở trên cái đoạn cao để cưa cái nhánh lớn này nha các bạn. Một lát nữa sẽ cưa gần chỗ cái nạn này nè. Cưa này nó hơi nhỏ nha các bạn, tại cái máy cưa lớn nó bị trục trặc này nên cưa khá khó. Cái làm của nó không có đủ cái đường kính của cái thân cây cọng. Bữa nay thì cái cây này cưa rất là khó nha các bạn. Khi cái hai cái đoạn ở cái phần thân dưới này nè thì chủ nhà cần cưa hai cái đoạn dài để làm cái ván ngựa các bạn, cho nên là mỗi một đoạn là tầm khoảng 2m9 3m, nên là anh Tùng phải cưa làm sao để lấy được hai cái đoạn này nha các bạn. Hiện tại là do cái thân quá lớn cho nên là cái máy cưa cỡ trung nó đã bị kẹt cái lưỡi rồi, kẹt cái lam ở trong cái thân rồi. Mũi bay vào mắt của anh Tùng rồi các bạn ơi.
giờ là anh sẽ mở một cái đường cưa để lấy cái máy cưa kia ra nha các bạn. Nó bị kẹt ở trong cái thân rồi. Thì cái còng thì gỗ nó không phải là cứng lắm, nhưng mà do cái cây này là cái thân nó rất là lớn, cho nên là khi mà cưa nó sẽ bị nghiến cái lưỡi cưa lại nha các bạn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Gỗ nó có vân, Ôi về là chú ống bụng vừa rồi. Lọt rồi.
Có mưa rồi. Hôm qua đây chui bông dừa nè. Hồi nãy giờ bo bo làm cho nó vừa cái bọng. Tại bọng 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 1 mét phải không? Này 85 phải không? Này 85 86 gì vậy? 80 87. 87 lọt rồi. Cái này lấy dài bao nhiêu hả? Để chín đi. Nè 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 kéo đi. Từ từ ăn. Rồi vậy đi. Đó làm cái bàn là đúng đẹp. Nhìn như cái nhìn như cái đầu con cú chim cú vậy. Y gan mắt chim cú luôn á. Phần hiếm luôn á. Phần rất là lạ nha các bạn. Rồi, dính. Rồi, cái này là cái này bỏ vô nó đi cột luôn.